Chào anh em, giờ này là gần 21:30, gần 9:30 đêm rồi mà Quốc Khởi vẫn còn ngồi ở đây phòng làm việc của mình, ở phòng thời sự của đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Thì anh em biết là hôm nay là Quốc Khởi công việc như thế nào rồi đó, nhưng có một thông tin mà có lẽ là anh em rất là chờ đợi, cho nên Quốc Khởi nán lại đến thời điểm này sau khi giải quyết xong hết công việc để thông tin đến anh em mình. Đó là ghe ngò của Kiên Giang Coxton có chính thức trong danh sách các đội ghe ngò sẽ tham dự Outbox Sóc Trăng 2024 hay không. Và cuối cùng, đến thời điểm này 17 giờ chiều nay, họ đưa Outbox Sóc Trăng 2024 Festival lần thứ 6 của chúng ta chính thức có bao nhiêu đội đăng ký tham gia. Chính vì vậy mà giờ này 9:30 đêm Quốc Khởi vẫn ngồi ở đây để chuyển đến anh em mình hai thông tin cơ bản này. Trước tiên thì nói một chút ngày hôm nay nha anh em. Ngày hôm nay đến thời điểm này Quốc Khởi mới có thể ngồi nói chuyện được với anh em thì chứng tỏ là hôm nay là một ngày như thế nào rồi đó. Và hôm nay Quốc Khởi đi đâu có lẽ là cũng nhiều anh em biết rồi. Những ngày trước thì Quốc Khởi đã cố gắng đến với những đội ghe mà trước nay mình ít đến hoặc chưa đến, rồi đã vào nhà đương kim vô địch của Outbox 2023, đó là Tôm Núp, cũng mấy lần vào Tôm Núp rồi. Và như anh em biết rồi, nếu tính theo năm thì Tôm Núp 2, Tôm Núp nữ chính là đương kim vô địch. Anh chị em đã giành chức vô địch tại Outbox 2023, tức là hội đua gần nhất. Nhưng nếu tính theo giải đấu toàn vùng mà thường Quốc Khởi và anh em mình gọi với nhau, đó là festival, thì đương kim vô địch đó là Quách Bích. Đương kim vô địch F5 đang chuẩn bị đến với F6, và hôm nay đương kim vô địch nhà vô địch F5 lại cho vận động viên của mình tập buổi đầu tiên với chiếc ghe ngò đã cùng với anh em giành chức vô địch vào năm 2022. Cùng với đó là Xẻo Me có ghe ngò mới, Canh Đan chiều nay cũng tập. Như vậy đó, thì anh em thấy Quốc Khởi có thể ngồi một chỗ được hay không? Làm sao không thể đi Vĩnh Châu được? Mặc dù sáng nay là trời mưa, rồi sáng nay á, là Tôm Núp 1 ra dòng sông Macro, rồi Phong Tứ Chắc Hạ Thủy. Nói chung rất nhiều những sự kiện mà không thể ngồi yên được anh em. Mặc dù là năm nay dặn hứa với lòng là ít đi dưỡng sức, nhưng cuối cùng cũng chạy đi, không thể ngồi nôn nao. Đặc biệt là như Quốc Khởi nói, nhà vô địch F5 cho chiếc ghe đã từng cùng với mình giành chức vô địch 2022 tập luyện buổi đầu tiên để chuẩn bị tái sức vào năm 2024. Chúng ta biết là chiếc ghe này cùng anh em Vĩnh Châu vô địch tại Festival lần thứ 5, nhưng ở Outbox 2023 một năm sau thì chiếc ghe này đã không đến với dòng sông Macro. Năm nay xuất hiện trở lại, chỉ thông tin này thôi là thấy là đứng ngồi không yên rồi anh em. Rồi thêm anh em điện thoại, anh em người này cho hay, người kia cho hay, rồi thêm một cái câu của anh em Xẻo Me nữa. Anh Quốc Khởi xuống Vĩnh Châu nhưng ít khi nào ghé Xẻo Me. Anh thường nói về đội ghe của thế kỷ 20, Xẻo Me, Tam Sóc, nhưng mà anh xuống Vĩnh Châu thì anh không có ghé. Thật ra là thời điểm trước Quốc Khởi cũng có ghé, chứ không phải là không có ghé nha anh em, nhưng mà gần đây thì không có ghé. Không có ghé là một phần như Quốc Khởi nói là nhằm khi Quốc Khởi không biết được là hiện nay là anh em như thế nào, giờ giấc tập luyện ra sao, rồi chừng nào Hạ Thủy rồi đã tập với ghe. Nói chung là nhằm khi Quốc Khởi không có được thông tin. Rồi nhằm khi chúng ta biết là các ghe tập luyện với nhau thường là buổi chiều thì 4:00, 5:00 giống như nhau vậy, thì đến được chùa này thì không thể chạy qua chùa kia được. Chạy quá thì anh em đã tập rồi. Nói chung là có nhiều lý do, trong đó cũng có lý do cá nhân là nhằm khi không đến được, chứ không phải là mình nói khách quan như vậy. Cho nên hôm nay là quyết định làm xong công việc buổi sáng đến 11 giờ đi Vĩnh Châu. Hôm nay Quốc Khởi đi thì nhờ thêm em Bảo Quân quay phim có STV, em đi thì Quốc Khởi cũng làm thêm phóng sự cho STV, chứ không phải là đi để làm YouTube, để ghi hình, để làm riêng
như những lần trước, mà hôm nay đi bởi vì có Bảo Quân chở đi thì cũng đỡ vất vả anh em. 11 giờ anh em đi và 12 giờ thì đến bến sông, nơi mà các ghe ngò của Vĩnh Châu vẫn thường tập luyện mỗi mùa hội đua, và bắt đầu làm xuyên suốt ở dòng sông xem anh em quất bích tập luyện, sau đó là chạy về Xẻo Me ghi hình ghe ngò mới của Xẻo Me, rồi thu phát biểu lãnh đạo của ủy ban dân thị xã Vĩnh Châu trong việc là động viên các đội ghe chuẩn bị như nào để đến với Âu Bốc 2024, rồi sau đó lại ngược trở ra bờ sông để ghi hình anh em Xẻo Me cùng với đó là cánh đan nữa lướt qua xong xuôi tất cả. Thì chắc cỡ 6 giờ 18 giờ thì vội vàng trở về đây. Trở về đây thì anh em biết rồi, Quốc Khởi đã đi từ lúc 11 giờ, thì từ lúc 11 giờ cho đến 6 giờ chiều, mặc dù là vừa đi vẫn vừa xử lý công việc trên điện thoại, vừa đi vừa xử lý công việc trên điện thoại, nhưng chỉ xử lý những gì gấp gáp thôi, còn lại những gì tồn đọng thì về xử lý tiếp. Và từ lúc về đến giờ 18 giờ cho đến bây giờ là 21 giờ 30, bây giờ thì hơn rồi, thì Quốc Khởi xử lý những cái công việc như vậy của trách nhiệm vụ bổn phận của mình ở phòng thời sự của STV, cho đến bây giờ thì mới có thể ngồi nói chuyện với cái anh em mình để mà san sẻ thông tin mà Quốc Khởi biết là anh em rất là chờ đợi, và Quốc Khởi cũng đã có được rồi, cho nên không thể về được mà phải nán lại nói việc này với anh em, nói nhanh nói lẹ nhưng mà nãy giờ cũng hơi dài dòng. Rồi về nghỉ ngơi anh em ha, anh em Xẻo Me rồi anh em quất bích thông cảm. Quốc Khởi ghi hình rất là nhiều, hôm nay ghi được hình rất là nhiều cũng rất là đẹp nữa anh em, đặc biệt là hình ảnh của Quách Bích trên chiếc ghe đã từng giành chức vô địch ha, rồi hai ghe của Xẻo Me bơi trong ánh nắng chiều sẫm tối luôn trên dòng sông quê hương cực đẹp, nhưng mà không thể làm kịp anh em, chắc ngày mai. Bây giờ thì chủ yếu là truyền tải hai nội dung mà Quốc Khởi đã có được và Quốc Khởi biết là anh em rất là chờ đợi, đó là đội ghe đến từ tỉnh bạn Kiên Giang, một đội ghe rất muốn đến với Sóc Trăng của mình, 30 năm mới đóng ghe ngò và đóng với một kiểu rất là đặc biệt, kiểu như xưa cũ ngày xưa, ghe nhỏ lường cạn, vận động viên cây nhà lá vườn. Trước khi đến Sóc Trăng có lẽ là anh em sẽ tăng cường thêm lực lượng, nhưng mà cũng là anh em dòng rèn và lân cận thôi, và rất là quyết tâm, rất là mong muốn đến với dòng sông Mát-a-Rô của mình để giao lưu, để một lần cùng với sinh khí tưng bừng của điểm hẹn ghe ngó đồng bằng sông Cửu Long. Và cuối cùng như thế nào anh em, cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật. Chiều nay thì Quốc Khởi đã có được danh sách của ban dân tộc tỉnh chốt các đội ghe đăng ký đến thời điểm này, đến 17 giờ chiều nay thì Quốc Khởi đã nhìn thấy, anh em mình nhìn nè, có rõ ràng chữ cốt sư tinh Dòng Đá, xã Bàn Thạch, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang có trong danh sách của Âu Bốc Sóc Trăng 2024. Như vậy là anh em Costing chính thức có trong danh sách rồi nha anh em, không phải là 99% như hôm qua Quốc Khởi nói nữa, mà hôm nay là 100% rồi, 100% anh em đã có tên trong danh sách các đội ghe đến với Sóc Trăng Âu Bốc 2024. Trước tiên là xin chúc mừng anh em Costing và cảm ơn anh em rất là nhiệt huyết, rất là quyết tâm, và giờ đây sự quyết tâm của anh em, điều mong muốn của anh em đã trở thành sự thật. Quốc Khởi vừa chúc mừng và vừa cảm ơn anh em, và có lẽ là nhiều người hâm mộ Sóc Trăng cũng vậy, rất muốn nhìn thấy anh em Costing Dòng Đá, xã Bàn Thạch, huyện Dòng Riềng, một đội ghe duy nhất của tỉnh Kiên Giang sẽ hiện hữu tại festival lần thứ 6, hiện hữu trên dòng sông Mát-a-Rô của mình. Và hôm qua Quốc Khởi có nói là nhiều khả năng giải đấu của chúng ta năm nay sẽ là một con số tròn, tức là 60 đội, con số mà Quốc Khởi rất là mong muốn, rất là mơ ước đó là 63, nhưng hôm qua thì Quốc Khởi tính rồi không thể nào đạt được, với tình hình với những gì diễn ra tới thời điểm này thì không thể, con số ước muốn nó không thành sự thật rồi. Và Quốc Khởi đếm một hồi rồi Quốc Khởi nghĩ là sẽ là một con số tròn 60, 60, nhưng hôm nay là 61, chính thức là 61 nha anh em,
chính thức là 61. Trước đó là chúng ta lần đầu tiên mùa quốc khởi nói về danh sách các đội đăng ký tham gia thì chúng ta chốt là 58 đúng không? 59 là ai? 59 là chị em tân binh đội ga nữ chùa Băng Tân Sa của Trần Đề. 60 là Costin của Kiên Giang, và 61 chính là người anh em mà hôm rày quốc khởi cứ ghéo gọi là anh em đã sửa ga, anh em đã làm dàn giáo, anh em đã tập luyện rồi, anh em ơi đăng ký đi, thì hôm nay anh em đã đăng ký rồi. Chùa Bô Thi Vông Sa, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Cuối cùng người anh em Hậu Giang cũng đã lộ diện rồi. Và đây là đội ga thứ 61, và Quốc Khởi nghĩ rằng có thể đây là danh sách cuối cùng. Như vậy là số 62 của Festival Đua Ghe Ngo lần đầu tiên 2013 tiếp tục sẽ là một kỷ lục năm nay cũng chưa thể nào vượt qua được. Năm nay nhiều khả năng đội ghe của chúng ta đã dừng ở đây con số 61 rồi anh em. Rồi, trong 61 đội này thì trong tỉnh Sóc Trăng có 49 đội, gồm 46 đội nam và 3 đội nữ. 3 đội nữ thì chúng ta có là Ô Chum, con ngã năm, Tùm Núp, nhà đương kim vô địch. Rồi thay cho chị em Khóc Tung Cầu Lô Dung thì đó là tân binh Quốc Khởi vừa nhắc đến, Băng Tân Sa của Trần Đề, rất là sinh khí, đó là 3 đội nữ của Sóc Trăng. Còn Khóc Tung Cầu Lô Dung thay cho đội nữ là sự trở lại của các tay bơi nam, anh em mình biết rồi ha. Rồi ngoài tỉnh thì chúng ta đã có 10 đội, hôm nay chính thức có thêm hai nữa thì chúng ta có 12 đội đến từ Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang. Trong 12 đội này có 8 đội nam và 4 đội nữ, 4 đội nữ đều của Bạc Liêu. Rồi danh sách cơ bản là như vậy nha anh em, còn cụ thể như thế nào thì anh em có thể xem ngược lại video mà Quốc Khởi làm lần đầu tiên về các đội ghe đăng ký tham gia lúc mà Quốc Khởi nói 58 đội đó, thì rất là cụ thể ở huyện nào, ở thị xã nào của Sóc Trăng, các ghe chủ nhà Sóc Trăng thì huyện thị xã rất là cụ thể rồi, anh em có thể xem lại. Lúc đó là 58, Quốc Khởi nhắc lại thì 59 đó là chị em nữ Băng Tân Sa, 60 đó là Cốt Sư Tưng dòng riềng Kiên Giang, và 61 thì đó là Xà Phiên Long Mỹ Hậu Giang. Rồi anh em hen, một cái thông tin có lẽ là làm vui nhiều người, Quốc Khởi cũng cảm thấy vui, đặc biệt là anh em Cốt Sư Tưng, có lẽ là anh em Cốt Sư Tưng vui lắm, rất muốn đến Sóc Trăng, và bây giờ điều đó đã thành sự thật, và niềm vui đó không chỉ của riêng anh em đâu mà của Quốc Khởi cũng như rất nhiều người hâm mộ của Sóc Trăng. Một đội ghe đến từ Kiên Giang, vẫn biết là năm nay Kiên Giang có hội đua trong lễ hội Ông Bóc, nhưng mà anh em cố gắng và rất là mong muốn đến với Sóc Trăng, quyết tâm đến Sóc Trăng, và bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thật một lần nữa. Cảm ơn và chúc mừng anh em. Rồi bây giờ có một cái điều này hơi sớm, hôm nay hơi mệt nhưng mà cũng bàn một chút nha anh em. Với số lượng đội ghe như thế này thì việc phân bảng năm nay sẽ ra sao? Việc này là anh em mình bàn với nhau ở đây thôi, nhưng quyết định cuối cùng là bộ phận chuyên môn và ban tổ chức nha anh em. Ở đây là chúng ta bàn với nhau, những người yêu mến, những người hâm mộ bàn với nhau về phương thức thi đấu, nhưng bộ phận chuyên môn và ban tổ chức mới là những người quyết định nha anh em. Và Quốc Khởi nghĩ là ban tổ chức đã quyết định thì đó cũng là một phương án sẽ phù hợp, rất là phù hợp với số đông, chứ không thể một phương án thi đấu nào mà phù hợp với tất cả được, ngay cả anh em mình bàn cũng vậy, 9 người 10 ý, quan trọng là phù hợp với số đông và được số đông hưởng ứng, chứ không thể tất cả được. Và bây giờ anh em mình thử bàn với nhau về phương thức thi đấu, có nghĩa là việc phân bảng. Bây giờ đội nữ thì chúng ta thấy có 7 đội rồi, đơn giản nhất vẫn là hai bảng, một bảng 3 và một bảng 4, thi đấu vòng tròn một lượt thì chọn mỗi bảng hai đội nhất nhì vào bán kết. Ở bảng 3 đội thì lợi thế ha, bảng 4 đội thì hơi nặng nề một chút, 4 chọn 2, 50 50. Rồi ở nam thì bây giờ chúng ta có 54 đội, 61 trừ đi 7 đội nữ thì chúng ta sẽ còn 54 đội. 54 đội chia như thế nào anh em? Lúc nãy mà từ ở thị xã Vĩnh Châu về thành phố Sóc Trăng, trên đường ngồi sau lưng xe của Bảo Quân á, thì Quốc Khởi đang nghĩ đến một phương án, nói chung là
rất là thuận lợi luôn. Một phương án khá là gọn anh em, chia gọn lắm. Và sau những lượt trận ở vòng đấu bảng cũng xác định luôn 32 chiếc vé có mặt ở giai đoạn 2, khỏi phải bốc thăm mà khỏi phải như thế nào hết. Bốc thăm cũng có cái hay, đó là một sự may mắn dành cho các đội may mắn, cũng tạo thêm sự gay cấn hồi hộp nữa. Nhưng với 54 đội này có một phương án khá là gọn, chia ra rồi sau đó 6 lọt trận ở vòng đấu bảng sẽ xác định được 32 chiếc vé đi tiếp vào giai đoạn 2 luôn. Nhưng cũng hơi nhặt nghèo nha anh em, cũng hơi nhặt nghèo đó. Nếu chia theo phương án đó thì tỷ lệ khả năng mà các đội bị loại ngay từ vòng đấu bảng, các đội phải sớm dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng trong ngày thi đấu đầu tiên là cũng khá ngặt nghèo nha anh em. Nhưng với những gì đang diễn ra, với số lượng như thế này thì có lẽ là chúng ta phải chấp nhận rồi. 32 đội đi tiếp vào giai đoạn 2, trong 54 đội thì chúng ta thấy con số mà anh em phải dừng lại trong ngày thi đấu đầu tiên cũng khá là nhiều. Cho nên tỷ lệ đi tiếp hoặc là tỷ lệ bị loại ở ngay vòng đấu bảng cũng khá là cao. Anh em tính phương án thử nha. Và Quốc Khởi nhắc lại, điều này, chuyện này là anh em mình bàn với nhau thôi. Giữa những người hâm mộ, yêu thích, mình bàn với nhau thôi. Sẽ có bộ phận chuyên môn của ban tổ chức lo điều này và quyết định cuối cùng là của ban tổ chức nha anh em. Rồi, bây giờ thì về nghỉ ngơi nha anh em. Và một lần nữa, vẫn là một câu nói quen thuộc, dù mệt nhưng vẫn là một câu nói quen thuộc. Tất cả cùng vui vẻ, mạnh khỏe, hướng về Opus Sóc Trăng 2024 Festival Đua Ghe Ngò lần thứ 6 đang đến gần nha anh em ơi.